Hello, xin chào các bạn đã quay lại với Rockkeeper Sài Gòn. Thì hôm nay trong cái dịp quay lại sau cái Tết thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu găng tay chuyên cỏ nhân tạo mà các bạn đang yêu cầu mình rất là nhiều. Thì đầu tiên đây là đôi găng tay với tên gọi là Usbot Super Resist HN. Bây giờ thì mình sẽ lấy đôi găng tay ra và đeo vào tay cho các bạn xem ha. Đôi găng này với thiết kế là màu cam đen chủ đạo. Cổ tay mang vào rất dễ dàng vì nó làm bằng cổ thun nên các bạn có thể mang vào dễ dàng cũng như là dành cho các bạn nào mà cái cổ tay mình to, hand strap đơn giản latex dài có thể khóa cổ tay tốt. Bây giờ mình sẽ đeo chiếc thứ hai và mình sẽ giới thiệu đến các bạn về cái chi tiết của đôi găng này. Mình sẽ giới thiệu đến các bạn đầu tiên đó chính là mặt mút. Với một đôi găng tay cỏ nhân tạo thì mặt mút nó là quan trọng nhất và mặt mút của nó cực kỳ bền. Khi các bạn sờ vào cái mặt mút thì các bạn sẽ cảm nhận được cái mặt mút của nó là cái mút cứng và nó không có cái độ mềm như là những đôi găng mà chuyên về độ dính. Trong đợt này thì Usport đã tạo ra một cái form tay mình phải nói là mang vào rất là thích. Với ngón negative mà khi mà mình mang vào nó không có kiểu bó ôm tay kiểu như hồi xưa mà mang lâu dài nó sẽ bị tê ngón tay. Về phần backhand thì Usport đã thiết kế với những cái bề mặt, cái lỗ thoáng khí cũng như là bên rảnh tay cũng có những cái lỗ để thoáng khí ra cho đôi găng tay không bị hầm và nóng. Tiếp theo đó là ở trên cái phần backhand các bạn thấy là được trang bị một cái thanh nắm bóng kết hợp giữa chất liệu cao su mềm và latex giúp cho đôi găng tay khi mà chúng ta đấm bóng nó êm ái hơn và nó tránh bị tróc nhiều hơn. Về phom tay thì các bạn thấy là khi mà mình đeo á vào á cái phom tay nó hợp. Khi mà phom tay hợp các bạn dằn banh một tay các bạn bắt vẫn được dù đây là cái loại mút nó chỉ chuyên về bền thôi, độ dính hầu như nó chỉ khoảng 5 đến 6 chứ không nó không có dính như là những cái đôi găng khác. Các bạn thấy mình dằn banh xuống đất và chụp bằng một tay mà bắt được, có nghĩa là không phải mình chơi một đôi găng không phải là vì đôi găng nó dính mà vì mình mang hợp cái phom tay và cái bàn tay của mình nó ôm trọn được quả bóng thì chúng ta khi mà khoa bắt thì chúng ta sẽ cảm giác nó tự tin hơn. Đó. Đây là một trong những cái mẫu cỏ nhân tạo mà mình nghĩ các bạn sẽ thích và dành cho các bạn nào muốn một đôi găng bền và độ dính vừa phải. Nếu các bạn có thích đôi găng này hãy ghé vào TikTok Shop để tham khảo thêm cũng như là nếu có những câu hỏi nào thì các bạn hãy đặt câu hỏi ở bên dưới phần comment, mình sẽ xem và trả lời những thắc mắc của các bạn. Còn bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn.